Spot không có tầm nhìn, họ chẳng làm được gì cả. Không có những kỹ năng trên toàn bản đồ để có thể KS. Tốc độ ăn là quá nhanh. Spot đang di chuyển ra nhưng mà có kịp hay không đây? Có lẽ là không kịp rồi. List bay vào. Oh, List cứu được.